Mẹ kính thương ơi, càng lớn lên chúng con càng hiểu rằng công ơn và tình thương của cha mẹ dành cho chúng con sâu đậm biết bao. Những tháng ngày gian nan vất vả, mẹ cha nuôi chúng con khôn lớn, chúng con xin ghi nhớ mãi suốt đời. Bởi vì làm người hiện hữu trên cõi đời này, ai trong tất cả chúng ta đều may mắn vì sinh ra đã có cha, có mẹ. Cha đã tiếp sức cho các con niềm tin lý trí, có thể giúp các con vững bước vào đời dù với muôn ngàn gian nan sóng gió. Còn mẹ cho chúng con cảm tình nồng ấm, chở che cho chúng con trên vạn nẻo thời gian. Kính lại mẹ, kính lại cha, tình thương yêu của cha mẹ dành cho chúng con muôn đời vẫn thế, vẫn ngút ngàn cao như núi Thái, vẫn rào rạt mênh mông như biển Thái Bình. Thưa cục đoàn thị huy, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tăng quyến, được tin cụ 250 về quy ẩn cùng tiên tổ, được sự nhất trí của ban tổ chức lễ tang và gia đình tăng quyến, anh chị em trong đội chống trực thuộc dịch vụ tang lễ đang xin chúng con về đây. Trước tiên, anh chị em trong đội xin được chung chia đôi đau thương mất mát to lớn đến với gia đình tăng quyến. Trước linh hồn cụ, xin dâng lên cụ mẹ yêu thương vì tỏ lòng kính thương. Xin mời một vị đại diện cho đội chống lên dâng hương.
mẹ thiếu nói lời tạm biệt, trông chinh ngân đưa tiễn mẹ đi, cờ tam chủ hai hàng buồn tẻ, những vầng khăn đưa tiễn biệt đi, để tưởng nhớ người mẹ người bà không còn nữa. Mời đoàn dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Mời đoàn xe bước đi chút nữa cùng ban tổ chức cái đàn làm lễ chi điều lên chúng ta để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Giờ đây chúng con không chẳng áo choàng,
thành người lên cỡ quý vương và để cho con cháu với mất và nỗi đau. Và mẹ kính thương ơi, trước giờ phút âm dương cách biệt này, anh chị em chúng con đứng đây là ngày nào không biết nói gì hơn, chỉ biết nhờ đoàn khi nhà lấy tiếng kèn cùng lời ca để kính dâng lên mẹ qua nhạc phẩm lòng mẹ. Thank you.
trở về nơi chỗ Phật được an giấc ngủ là thu. Và giờ này đây, đoàn kinh nhạc chúng con xin được lời tâm lời cho tập thể tăng quý của các con, các cháu của cụ. Xin được kính dâng linh cụ quan niệm Phật lạy Phật quan âm, cầu chúc cho con linh cụ được về nơi chỗ Phật được an giấc ngủ là thu. Thank you.
là đợt sinh nhật để tiến vào phòng thu để thân với người mẹ nhìn những cánh hoa tươi thắm, mời các bác là con trai con gái con sâu con rể đi vào trong nhà để vòng quanh linh cữu người mẹ hiền kính yêu. Đến cửa tử bi, mẹ đi cầu phúc cũng vì cháu con. Đến nay mẹ đã không còn, bàn già của mẹ về bên nguyện cầu. Vậy là ngày mai chúng con chẳng thấy mẹ đâu. Mỗi khi nhớ mẹ, chúng con nhớ câu kính già. Hôm nay được tin cụ Đoàn Thị Huê qua đời, các cụ hội quy quê nhà trở về kính viếng cụ, cùng với những lời kinh cầu nguyện cho vong linh hồn cụ sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Với niềm tôn kính này, con cháu xin cúi đầu đa tạ. Lễ viếng đã xong, xin kính mời các cụ rước vớn ra ngoài chuẩn bị nghi lễ đổ cầu và tiễn đưa cụ Đoàn Thị Huê về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin đa tạ, cảm ơn các cụ. Để tỏ lòng thành kính với
Tôi xin kính mời các đoàn đại biểu, các hội nghĩa tình cùng toàn thể nhân dân có mặt trong sân tang hôm nay hãy đứng dậy cùng ban tổ chức bắt đầu làm lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Thị Huê, kính mến. Kính thưa các đoàn đại biểu, quý vị khách xa gần, thưa toàn thể nhân dân, trong giữa lúc cán bộ và nhân dân thôn nhà đang tích cực thi đua lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 2023, thì một tin buồn đã đến với gia đình, họ tộc, nội ngoại gần xa cùng toàn thể nhân dân. Cụ Đoàn Thị Huê sinh năm 1929, cụ sinh quán tại thôn Thượng, xã Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Chú quán tại thôn Cẩm Lộ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ luôn được các con, các cháu và người thân trong gia đình hết lòng cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, căn bệnh trọng, cụ đã qua đời vào hồi 10:30 ngày 20/3/2023, tức ngày 29/2 năm Quý Mão. Cụ hưởng thọ 95 tuổi. Hôm nay tại sân tang gia đình, trong nỗi buồn thương tiếc, ban tổ chức lễ tang thôn Bảo Lộ và gia đình tổ chức lễ tang và tiễn đưa cụ Đoàn Thị Huê về nơi yên nghỉ cuối cùng. Về dự lễ tang hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Rè, đại diện cho ban công tác mặt trận địa bàn thôn Bảo Lộ lên thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời ông. Kính mời ông Trần Đình Ngọ, trưởng thôn, đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Bảo Lộ lên đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Duy Huân, đại diện cho ban quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Bảo Lộ lên đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời ông. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Lâu, đại diện cho chi hội người cao tuổi thôn Bảo Lộ lên thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời ông. Giới thiệu và kính mời ông Trần Xuân Quận, đại diện cho chi hội cựu chiến binh thôn Bảo Lộ lên thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Phục, đại diện cho chi hội nông dân thôn Bảo Lộ lên thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời ông. Bà Nguyễn Thị Lịch, đại diện cho chi hội phụ nữ thôn Bảo Lộ lên thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời bà. Và kính mời bà Ngô Thị Vê, đại diện cho hội Phật tử chùa Vân Linh thôn Bảo Lộ lên thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời bà. Giới thiệu và kính mời ông Trần Đình Ngoạn, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức lễ tang lên đọc lời cứu văn. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa linh hồn cụ Đoàn Thị Huê, kính thưa đoàn đại biểu đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã An Vũ, kính thưa đoàn đại biểu đại diện cho ban chi ủy, chi bộ, chính quyền, ban giám đốc, hội đồng quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội, các hội nghĩa tình. Kính thưa quý nghĩa khách xa gần và toàn thể nhân dân, đương nhiệm cán bộ và nhân dân thôn nhà đang nỗ lực thi đua
lao động sản xuất và tích cực chăm bón vụ lúa chiêm xuân, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023. Thì một tin buồn đến với Gia Quyến, bọn nội ngoại tộc và toàn thể nhân dân, cụ Đoàn Thị Huê không quản nữa. Cụ đã qua đời, ra đi về cõi vĩnh hằng. Đây là một tổn thất đau thương này không có gì bù đắp được. Trong giờ phút đau thương vô hạn này, tôi đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Phòng Lỗ xin gửi tới Gia Quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa đoàn đại biểu, kính thưa quý nghĩa khách xa gần và toàn thể nhân dân, cụ Đoàn Thị Huê sinh năm 1929, cụ sinh quán thôn Thượng, xã An Giàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Chú quán thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cụ bị lâm bệnh đã mấy tháng qua, đã được các con, các cháu, anh chị em ruột thịt, người thân trong gia đình chạy chữa thuốc men, các y bác sĩ hết lòng cứu chữa. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng, không thể cứu chữa được, cụ đã qua đời hồi 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2023, tức ngày 29 tháng 2 năm Quý Mão. Cụ hưởng thọ 95 tuổi. Kính thưa đoàn đại biểu, kính thưa quý nhân khách xa gần và toàn thể nhân dân, cụ Đoàn Thị Huê sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở làng quê. Trong hoàn cảnh cả dân tộc ta đắm chìm trong đêm dài nô lệ của thực dân Pháp đô hộ nước ta, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng lành, phải đi làm thuê, làm mướn cho bọn địa chủ chăn trâu cắt cỏ, chẳng được học hành. Thế rồi cách mạng tháng 8 thành công, Đảng đã đem lại cơm no, áo ấm, nhân dân ta được độc lập, tự do, bọn ruộng cấy, trâu cày. Đến tuổi trưởng thành, cụ đi xây dựng gia đình, làm bạn đời. Cuối cùng là cụ Nguyễn Văn Tất, thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ. Đã một thời, cụ là cán bộ thủy lợi huyện Quỳnh Phụ. Về với đời thường, hai cụ sống bên nhau trong tình thương yêu, nhận mực, thủy chung, đùm bọc dưới mái nhà tranh, đổi hạnh phúc đến với gia đình cụ. Cụ sinh hạ và nuôi dưỡng được 12 người con, 4 người con trai và 8 người con gái. Các con trai, con rể của cụ đã tham gia quân đội nhân dân Việt Nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước. Lúc sinh thời, cụ luôn luôn chịu thương, chịu khó, lao động vất vả, tân trào, chất chiêu, nuôi con ăn học bằng người. Cụ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của địa phương. Cụ sống hòa nhã, giản dị, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nên được mọi người quý mến, yêu thương. Kính thưa đoàn đại biểu, kính thưa quý nghĩa khách xa gần và toàn thể nhân dân, ông Nguyễn Văn Hoa, con trai của cụ, người con của quê hương thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ, ông xuất đi công tác ở những vùng quê xa xôi, ông thường xuyên về quê hương đóng góp chuyến cúng tài trợ xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương, xây dựng được điện sáng vào nghĩa trang nhân dân thôn Vọng Lỗ, làm ra nhiều giàn hoa hương sắc tô điểm cho quê hương, làm đẹp cho đời. Cùng nhau chung sức công lòng, góp của góp công xây dựng cho quê hương xứng đáng với quê hương xã An Vũ anh hùng, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các công trình đường trạm ngày một khang trang đổi mới,
quê hương thay đổi từng giờ. Kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa quý vị khách xa gần, hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại sân ga của gia đình có các đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghĩa tình cùng toàn thể nhân dân về đây kính viếng linh hồn cụ Đoàn Thị Huê. Với nghĩa cử cao đẹp, ban tổ chức tang lễ thôn Vòng Lỗ long trọng tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ theo nghi thức long trọng của địa phương. Hoa thơm dẫn lối mây vòng, nhan thơm mây đen tỏ lòng tiếc thương. Đã đến giờ cử hành, Phước đã mở, cầu đã trong, Phật Thích Ca, vua Trần Thế và Hoàng Tân đang chờ đón linh hồn cụ đưa cụ về nơi cực lạc, chốn thần tiên. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới các đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, quý phụ, quý ông, quý bà, quý cộng đồng về đây dự lễ truy điệu, lễ an táng tiễn đưa cụ Đoàn Thị Huê về nơi an nghỉ cuối cùng. Để tưởng nhớ tới linh hồn cụ trong sân tang, chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước linh thàng, dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Một vị đại biểu đại diện cho gia đình các chủ lên được nói lời cảm tạ, xin trân trọng kính mời. Thưa các cụ, các bạn, ban tổ chức lễ tang buôn Vòng Lỗ, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay gia đình chúng tôi là hội đồng gia tộc thứ hai buôn Vòng Lỗ nhận được tin người mẹ, người bà, người bác, người tím của gia đình chúng tôi không còn nữa. Trong từ lúc khi mẹ tôi nằm bên giờ, các đoàn thể, các cơ quan, anh chị em trong xóm ngoài làng đến thăm hỏi động viên gia đình bớt phải những đau thương mất mát. Ngày hôm nay là ngày vinh điển mẹ tôi, các cơ quan đoàn thể lại về đây tổ chức lễ tang cho người dân, cho gia đình họ nội tộc chúng tôi. Trước hết, tôi đại diện cho gia đình xin cảm ơn nhà chùa, quân linh, các cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi và đến nước mẹ nước và người thân trong gia đình chúng tôi về nghe thì vui vẻ. Trước hết, tôi xin cảm ơn trong lúc tăng gia bố tôi có vị kiến quyết, tôi đề nghị các cụ, các ông, các bà, các cơ quan đoàn thể trong gia liên gia liên gia đình xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin được phân công các đoàn trong lễ hành trang hôm nay người thân trong gia đình và toàn thể nhân dân tiến đưa cụ Đoàn Thị Huê về nơi nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố lễ hành trang chính thức được bắt đầu. Thank you.
cụ Đoàn Thị Huy đã mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại. Lễ tang của cụ được long trọng tổ chức theo nghi thức của địa phương, với sự hiện diện của dân làng, dòng họ cùng các đoàn hội. Ai ai cũng dành cho cụ sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Cụ Đoàn Thị Huy mất đi, quê hương thôn Vọng Lỗ nói riêng và xã An Vũ nói chung đã mất đi một người con trung hiếu. Họ Mạc, làng xóm đã mất đi một con người thật hiền lành, đức độ. Cháu con đã mất đi một người cụ, một người bà, một người mẹ vô vàn kính yêu không gì bù đắp nổi. Than ơi, thế là từ nay trở đi, còn đâu thấy bóng dáng cụ sớm sớm chiều chiều bên lưỡi tre làng, còn đâu thấy bóng dáng cụ hội họp cùng hội người cao tuổi, và còn đâu thấy bóng dáng cụ sinh hoạt cùng hội Phật tử quê nhà. Qua đến nay được tin cụ mất mà căn nhà này đầy ắp nghĩa tình. Đó là tình dân nghĩa đảng, đó là tình làng nghĩa xóm, đó là tình thân tộc nội ngoại, rồi nghĩa thông gia liên gia, tình đồng chí đồng đội, tình bạn yêu xa gần. Tất cả đã có mặt đông đủ nơi đây thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Và giờ đây trong phút biệt ly này, mọi người lại đã có mặt đông đủ nơi đây để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi con ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người.
giữa những ngày đầu năm, công việc bộn bề hối hả. Nhưng được tin cụ Đoàn Thị Huê 250 theo hầu tiên tổ, thì bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công ngàn việc, không quản đường xa xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng cụ, chia buồn cùng tang quyện. Và hôm nay đây, mọi người lại bớt chút thời gian và ngọc về đây để tiễn đưa cụ bằng cả tấm lòng. Rồi đội trống đội kèn của ba bốn đoàn nhạc hiếu đã hòa quyện vào nhau như một bản hợp xướng trầm hùng, một vùng quê rạo rực con tim, làm rung động lòng người. Đến với lễ hành tang và an táng cụ Đoàn Thị Huê hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô bác dân làng, tình thân tộc nội ngoại, rồi nghĩa thông gia liên gia, tình bạn bè bằng hữu gần xa, đặc biệt có tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã và đang từng cùng công tác, sinh sống với cụ, đặc biệt là với anh em con cháu của cụ. Thật quý là tình cảm thiết tha, và trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt ngoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu bụi mùi từng ngày qua mỏi ngóng.
phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Đầu đoàn đưa tăng là cờ đối chướng đang tung bay dạp cả trời xuân, rồi vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghe nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê trải dài như sóng nhấp nhô xóm làng. Đúng là sống vinh hạnh mà chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Chúng ta hãy nhìn xem đoàn đưa tang cụ đoàn Thị Huê thật dài, người đông như vô tận. Giờ linh cữu đi chậm chậm, mặt trời gió bấc heo may, vẫn có mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Baby,
người với đất là bạn đời chi kỷ. Ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước ơi. Đây những nắp đất quê nhà, anh em, con cháu đang đắp lên phần mộ. Chúc người đi thơm thảo đất này, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Làm con phải hiểu, anh ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, cùng đức sinh thành. Người hỡi đừng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền. Anh mà có ta uống nước như nguồn, làm con phải hiểu, cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ